thời gian gần đây công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực nhiều vụ án với nhiều bị can đã bị khởi tố trong đó có không ít cán bộ đảng viên ở các cấp điển hình như vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh khởi tố bị can đối với phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã thạch bằng cũ và phạm công thành nguyên cán bộ chuyên trách dịch vụ thương mại ủy ban nhân dân xã thạch bằng cũ nay là thị trấn lộc hà về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Hay như trước đó, vụ việc 7 nữ cán bộ tại Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt và khởi tố về tội tham ô tài sản. Cùng với đó thì cán bộ phụ nữ tại 10 xã lập hồ sơ khống cũng đã bị liên đới, trong đó có xã Hương Đô, huyện Hương Khê. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hương Khê cũng đã làm việc với xã Hương Đô và chỉ ra một số vi phạm trong công tác quản lý xây dựng công trình. Theo đại diện của xã, việc để xảy ra các sai phạm nguyên nhân xuất phát từ việc chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Công tác kiểm tra giám sát thì thường tròn những cái gì, tức là mấy năm trước thì tròn cái gì, chứ không anh em ngài những cái nội dung mà dễ phát sinh, nội dung mà thấy được khó khăn thì anh em lại không chọn. Nên trong những năm qua khi kiểm tra giám sát rồi thì cái phần là khi về để cùng với chi bộ là để kiểm tra giảm sát đó. thì không rõ nét tức là các cái báo cáo sau về kết luận anh em làm nhẹ hơn nên trong quá trình tổ chức thực hiện thì là hiệu quả rất cao. Đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hương Khê cũng đã giải quyết tố cáo đối với một đảng viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm. Kết quả tố cáo đúng, đã xem xét và xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Xã. Trước đó, tại xã Hà Linh, đã xác minh vi phạm và báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra huyện để xử lý một đảng viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã lợi dụng quyền hạn trong thực hiện chế độ chính sách để trục lợi lợi dụng tín nhiệm để nhận tiền người dân xã Hà Linh. Việc phát hiện xử lý sớm đã góp phần hạn chế được các vi phạm lớn hơn. Ban thường vụ ủy ban đoàn kiểm tra đã thành lập đoàn giám sát. Kết quả giám kiểm tra thì thấy rằng là đồng chí này vi phạm những điều đảng viên không được làm và sau đó có quyết định là xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Qua cái vụ việc này thì chúng tôi lại càng rút ra bài học sâu sắc. Ban thường vụ huyện ủy Hương Khê đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo về cái nội dung kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, chỉ rõ những cái vi phạm, sai phạm của các tổ chức đảng, cá nhân liên quan, có những trường hợp đến mức phải xem xét để xử lý kỷ luật và thông qua cái chỉ đạo cái kiểm điểm các cái tập thể cá nhân có liên quan thì nhằm cái giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên liên quan đến cái lĩnh vực đến cái cương vị công tác của mình mà nhất lên là cả cái lĩnh vực mà dễ phát sinh ra cái tham nhũng tiêu cực. Tại huyện Cẩm xuyên công tác kiểm tra giám sát cũng đã được tăng cường qua đó các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đã được thẳng thắn chỉ ra nhiều vi phạm ở những thời kỳ trước cũng đã được xử lý nghiêm minh tạo sự gian đe đồng thời nâng cao nhận thức ý thức cho cán bộ đảng viên. Điển hình như tại xã Cẩm Quan, trong 6 tháng đầu năm 2024, một số đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, khai trừ khỏi đảng. Đáng chú ý, nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế, kể cả những vụ việc tồn tại nhiều năm trước, đã được đưa ra xử lý nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, gian đe, phòng người chung. Năm 2024 thì kế hoạch chúng tôi đã thực hiện 6 tháng đầu năm là một cái tổ chức đảng, một đảng viên và tiến hành thi hành kỷ luật đảng là xóa tên hai đảng viên và khai trừ một đồng chí đảng viên vi phạm uh, cái quản lý nhân nước từ năm 2011 12 có thể nói là công tác kiểm tra giảm sát của Đảng thì càng uh, ngày càng được siết chặt, giảm thiểu tất cả các cái uh, tham ô, lãng phí. Theo báo cáo năm 2023, huyện Cẩm Xuyên đã thi hành kỷ luật đối với 5 đồng chí, trong đó khai trừ khỏi Đảng 3 người, một người cảnh cáo và một người khiển trách. Đầu năm 2024 đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với một đồng chí bí thư đảng ủy xã do cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác kỷ luật được thực hiện một cách công bằng, khách quan, sau kỷ luật không có khiếu nại kỷ luật đảng. Đặc biệt, nhờ có kết luận chấn chỉnh sau kiểm tra giám sát mà phong trào trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực công tác kiểm tra giám sát thì nó đóng vai trò quan trọng trong cái việc cái công tác phòng chống tham nhũng thời gian vừa rồi thì chúng tôi uh, tập trung uh, kiểm tra rồi giám sát trên các cái lĩnh vực nhạy cảm đặc biệt là trên các cái lĩnh vực như đầu tư đầu tư công quản lý tài chính ngân sách quản lý đất đai từ đó đã đã từng bước uh, giúp cho cấp ủy rồi chính quyền các cấp là siết uh, chặt hơn trong tổ, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cả như vậy hai nữa là tiến hành kiểm tra triệu vi phạm đối với một số đảng viên một số tổ chức đảng từ đó là xử lý kịp thời và đặc biệt là thay thế một số cán bộ đảng viên là là, là, là thực hiện các nhiệm vụ không đảm bảo hoặc là có những cái thái độ không tụt trong việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đảng nhận định tham nhũng tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc có lĩnh vực còn nghiêm trọng hơn trước điều này đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng phải tiếp tục được tiến hành mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn bởi kỷ luật là sức mạnh, là yếu tố quyết định bảo đảm cho đảng hoàn thành sứ mệnh cầm quyền và lãnh đạo. Công tác kiểm tra được tiến hành toàn diện, trong đó tập trung cao cho những lĩnh vực được xem là nhạy cảm như đất đai, tài chính, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Cấp ủy ban kiểm tra các cấp ấy, thì chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát. Nội dung và đối tượng thì tiếp tục được đổi mới. Trong đó thì chúng tôi tập trung nhiều vào các cái vụ việc tồn trọng, nội dung phức tạp và lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát. Qua những cái kết quả kiểm tra này thì cũng đồng thời là sẽ có là một cái kênh để mà tác dụng cảnh báo răn đe và giáo dục phòng ngừa các cái biểu hiện suy thoái về những tư tưởng đạo đức lối sống tư duy biến tư chuyển hóa và cũng là một cái các cái biểu hiện là chúng tham tham nhũng tiêu cực. Trong năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng và 1.290 đảng viên. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 658 tổ chức đảng và 862 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 9 tổ chức đảng và 948 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2024 đã tiến hành kiểm tra 411 tổ chức đảng, 685 đảng viên. Trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 đảng viên, thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy, ngoài việc cần thường xuyên nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đội ngũ làm công tác kiểm tra, thì cần phối hợp kết hợp một cách chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành liên quan trong kiểm tra giám sát. Trong cái thời gian tới thì ủy ban kiểm tra các cấp ấy, thì sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho các vị tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát thì trong đó chủ trọng về nâng cao nhận thức của người cấp ủy người đứng đầu đối với nhiệm vụ này và cái nội dung thứ hai đó là tiếp tục đổi mới và nâng cao uh, chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thì trong đó chúng tôi cũng chỉ đạo tập trung vào cái thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm và đồng thời là tăng cường giám sát thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn thì nội dung này thì sắp tới sẽ phục vụ tổ chức công tác tham mưu chuẩn bị cho đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. À, bên cạnh đó thì cùng sắp tới để phục vụ cho đại hội thì chúng tôi cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy để xây dựng cái đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo công minh liêm chính và tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp thì đồng bộ tinh gọn chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ 9 phần 10 khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì sự thiếu kiểm tra công tác kiểm tra là một bộ phận cấu thành của công tác lãnh đạo lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng, còn có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với đảng, đối với nhà nước, làm gương mẫu cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng về tư tưởng và tổ chức, như lời của bác lúc sinh thời. Trong giai đoạn hiện nay, công tác kiểm tra giám sát càng có ý nghĩa to lớn, góp phần đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân